Rồi, xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Không biết có thấy hình chưa ta? Em coi giùm anh có thấy hình chưa? Ây da, thật sự không biết thấy hình chưa. Các bạn đợi xíu nha, để Lâm chỉnh cái điện thoại coi nó thấy hình chưa. Qua chỉnh cho anh coi thấy hình, là thấy cái khuôn mặt của Lâm chưa? Rồi, xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh ABC Lâm của Lâm. Là nói đầu tiên thì cho Lâm xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã theo dõi kênh và cũng giống như là đã xem những cái video vừa qua mà Lâm đã chia sẻ cho các bạn. Ngoài cái việc mà phân bón rồi những cái cách mà chăm sóc lan này nọ thì sau này Lâm sẽ làm thêm nhiều video nữa. Mà một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi kênh của Lâm. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều là chậu lan đẹp để sau này chúng ta thưởng thức nó hàng ngày ha. Bây giờ thì hôm nay Lâm xin làm một cái video về cái việc mà chăm sóc lan làm sao cho nó mau ra rễ. Mà ngoài cái việc mà sử dụng phân thuốc á, thì cũng giống như các bạn thấy lúc đầu video mà Lâm quay cái cảnh này thì các bạn quay coi xem lại lần nữa cho kỹ nha. Em đã cái em quay vô đây kìa. Các bạn xem, mời các bạn xem lại cái những cái cây này cho nó thấy cho nó rõ một chút, tại nãy quay sợ chậm quá, ít quá các bạn không thấy. Rồi nó cũng như các bạn thấy đó, đây là cái chằm rừng nè. Cái chằm rừng này là Lâm mua về cũng khá lâu rồi, Lâm chưa có ghép vô. Bây giờ hôm nay là nó đã ra rễ và nó đã nảy mầm lên đó. Đây là chằm rừng, đây là cái Kidendro ha. Kidendro đây là cái Kidendro nè. Cây con rất là nhỏ nhưng mà nó ra rễ rất là nhiều đó. Đây là cái kỳ giả hạt lai nha. Đây là cái dòng thân thòng nhưng mà nó là hàng lai chứ không phải là hàng rừng nha. Nó là hàng lai á, hàng mô á, người ta lai tạo ra, người ta gieo hạt ra. Đây cũng là kỳ bà liễu độc biến lưỡi nè. Các bạn xem nha, để cẩn thận. Đây nữa các bạn nha, các bạn xem nha. Không hề kích kỳ nha, tại vì cái này là do cái giống nó khỏe rồi nó ra con thôi, chứ là không hề kích kỳ. Cái này là không hề kích kỳ luôn, cái này là không hề kích kỳ, chỉ là để đó rồi nó khỏe rồi tưới phân, tưới nước rồi nó ấy rồi nó nhảy ra thôi, chứ không hề kích kỳ. Đây là cái kỳ đa giang xưa, đa giang tím á, giống này nó rất là khỏe các bạn. Đây cũng là cái thân giả hạt lai, mà đây giả hạt lai không hề kích này, không hề kích. Cái dòng mấy, nói chung là cái dòng thân thòng mà hàng công nghiệp, hàng mô á, nó rất là dễ ra khi nó không có cần phải kích, giống như là những cái loại mà hàng rừng của chúng ta. Đây nó đang sưng rất là nhiều mắt nữa. Đây nè các bạn, nó đang sưng mắt nữa. Cái này mà kích nữa thì mắt nào nó cũng ra hết, nếu mà kích kỳ nữa thì mắt nào nó cũng ra hết. Cái việc kích kỳ thì sau này Lâm sẽ chia sẻ sau ha, tại vì bây giờ thì hôm nay Lâm sẽ chia sẻ cái việc mà chăm sóc lan ra rễ mà không sử dụng phân thuốc. Đó, không sử dụng phân thuốc là sao, là khi mà những cái giống như cái thân này đi, cái thân này là mình nó bị hư, Lâm cắt bỏ, Lâm để, Lâm không có dục bỏ đi, mà Lâm để là để nhân giống nó lên. Thì Lâm sẽ để như thế nào, Lâm sẽ để vô một cái rổ ha, để vô một cái rổ hoặc cái gì đó, rồi phía dưới là Lâm có chảy, nói chung là có chảy một cái lớp mụn dừa, cái bột dừa của mình đó, để cho nó có ẩm, đủ độ ẩm ha. Hoặc không á, thì chúng ta sẽ có một cái để trên một cái hồ nước, rồi chúng ta để cái này phía trên đó, cái này phía trên rồi đó. Rồi khi mà cái cây này á bắt đầu là nó sẽ, khi mà nó đã bị cắt, nó đã mình cắt ra rồi ha, mình cắt ra rồi thì cái cây nó, cái sinh lý của nó sẽ tự biết mà nó sẽ nhảy ra những cái chồi mới, để mà nó để ra nhảy ra những cái chồi mới. Và nếu nhảy ra những cái chồi mới, nếu mà đủ hơi ẩm thì cái rễ nó sẽ ra rất là nhiều. Chúng ta đặt chỗ nào mà cái hơi ẩm nó hơi cao một chút là cái rễ nó ra sẽ rất là nhiều. Cái đó là kích rễ một cách tự nhiên, kích rễ tự nhiên ha. Đây nè, kích rễ tự nhiên chúng ta để ẩm. Cái này là Lâm để trong cái chậu á, Lâm để trong cái chậu rồi Lâm treo lên, rồi trong cái chậu đó Lâm để hầm bà lằng ở trong, chưa để cọng này cọng kia, rồi bây giờ nó ra như vậy đó. Rồi khi mà nó đã ra như vậy, cái việc của chúng ta là sẽ mang đi trồng ha.
thì chúng ta sẽ mang đi trồng nó như thế nào đó. Cái việc trồng của nó, việc trồng nó thì cũng đơn giản thôi. Thì bây giờ chúng ta trồng nó thì chúng ta cũng để lên chậu, nhưng mà cái phần quyết định đó là chúng ta phải đặt làm sao đừng cho nó bị lung lay lúc lắc ha. À, cái video nào mà trồng cà lan thì Lâm cũng nói là làm sao giữ cho nó giữ cho nó đừng có lắc nhiều quá, đừng có lung lay nhiều quá. Tại vì những cái đầu rễ non này mà nó lắc nhiều quá, nó sẽ bị hư những cái đầu rễ non này, là nó không phát triển những cái đầu rễ này nữa đó. Nó không phát triển những cái rễ này ra dài nữa, thì nói chung là cũng hơi tiếc. Nhưng mà chúng ta xịt phân thuốc thì vẫn ra bình thường thôi, nhưng mà chúng ta cố gắng giữ làm sao cho nó được tốt nhất. Đây. Như chẳng hạn như cây đa giang này là Lâm đã chuẩn bị sẵn một cái chậu ha. Lâm đã chuẩn bị sẵn một cái chậu để trồng cái phần cây đa giang này đây. À, cái chậu này đó, ở dưới ngang đây nè, là Lâm để mút nha, vỏ thông chỉ bao nhiêu đây thôi, vỏ thông Lâm chỉ để bao nhiêu đây thôi chứ không có để nhiều. Lâm không có để nguyên hết cái chậu này là vỏ thông hết, tại vì khi mà tưới nước đó, nó sẽ rất là nặng và nó sẽ rất là ẩm, rất là đẫm nước, nước nó bị đọng ở trong đó. Lan nó chỉ cần ẩm thôi chứ nó không cần đẫm nước, nó chỉ cần ẩm thôi. Tưới thì phải tưới cho đẫm, nhưng mà một thời gian thì nếu mà chúng ta xử lý phía dưới này mút á thì nó sẽ thoát nước rất là nhanh, làm cái chậu chúng ta sẽ bớt ẩm đi trong cái diện tích của cái chậu, nó sẽ bớt ẩm đi đó, bớt ẩm. Nhưng mà rồi phía trên này á thì Lâm sẽ gãi, là cái này là có thể gãi, Lâm có thể gãi chấu, nhưng mà cái này thì Lâm sẽ dùng vỏ đầu phộng để Lâm để lên. Tại vì nếu mà những cái rễ này nè, như hồi nãy lúc đầu Lâm nói, nếu tại có hơi ẩm nó sẽ bắt rất là nhanh, nó sẽ bắt rất là nhanh. Đây là bởi vì Lâm sẽ để cái vỏ đầu phộng này, khi mà mình tưới nước á nó sẽ giữ nước được lâu hơn. Nếu mà vỏ thông không á thì nó sẽ ráo nước rất là nhanh, nó sẽ ráo nước rất là nhanh. Tưới qua sơ xíu khoảng 15 phút sau trên bề mặt này nó đã ráo, nó đã khô rồi đó. Chính vì thế mà Lâm phải để thêm cái vỏ đầu phộng này đó. Cái việc trồng nó chỉ đơn giản vậy thôi đó. Rồi sau đó thì chúng ta dùng cái dây hay là cái phần cây để chúng ta cố định giữ nó lại như thế này đó. Tùy theo mà cái chậu thì nó có đây nè, nó có cái phần cái thanh ngang nè. Chút xíu nữa thì khi mà quay video xong thì Lâm sẽ lấy cái dây để mà Lâm để, mình tùy theo cái chậu của mình thì mình để như thế nào đó, xem cho nó hợp lý, cho nó chứ nó không có cái nguyên tắc nào nhất định. Miễn làm sao nguyên tắc nhất định là đừng có cho nó lắc nhiều đó, đừng có cho nó lắc nhiều thôi, cho nó vừa trong cái chậu chúng ta sẽ dễ thao tác hơn. Nếu mà nó lú ra ngoài thì chúng ta sẽ hơi khó thao tác. Hồi nãy nó dư một phút rồi, đây hồi nãy nó dư phút như thế này, Lâm cắt bỏ, Lâm dùng dao lam là cắt bỏ nè các bạn, dùng dao lam, tại vì dùng dao lam cái vết cắt của nó sẽ rất là gọn, rất là ngọt, nó không có bị xây xát, không bị chảy xước nhiều, từ đó cây lan của chúng ta nó sẽ ít có khả năng bị nhiễm khuẩn hơn, tại vì cái vết cắt của nó rất là ngọt, rất là bén đó. Thì ngoài cái việc mà phân thuốc á, ngoài cái việc phân thuốc á là để cho kích rễ cây lan á, thì cái việc dùng hơi ẩm để mà kích rễ cho lan đó cũng là một cái cách rất là hay mà lại an toàn. Tại vì sao? Tại vì chỉ là cái hơi ẩm thôi, cái cây của nó, cái sinh lý của nó tự biết, nó sẽ cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta mà đói hay chúng ta khát nước á thì chúng ta sẽ tự tìm đến nơi có thức ăn hoặc là có nước để chúng ta uống. Thì cái cây nó cũng vậy, cái cây mà nó giống như nó bị cắt cái nguồn sống rồi, nó phải làm cách nào đó để nó tìm đến cái hơi nước, để nó từ đó thì nó sử dụng. Tại cái cây này á, nó có cái thân già nè, cái thân già nè nó sẽ cung cấp nhựa, và với lại cái mắt ngủ của nó chứa là dinh dưỡng nên nó bung cây ra. Khi bung cây ra thì nó sẽ bung rễ ra để nó tìm cái hơi ẩm. Nếu chúng ta để một cái nơi khô á, thì rễ nó sẽ ra không nhiều. Các bạn có thể thử các bạn để cây ở một nơi ẩm hơn và một cây ở nơi khô luôn, chẳng hạn một nơi khô luôn, chúng ta sẽ thấy nó sẽ có sự khác biệt rất là lớn, nó sẽ tự tìm cái nguồn nước đó. Toàn bộ những cái này là Lâm để ở những nơi ẩm hết chứ Lâm không có để ở những nơi khô đó, nên vì thế nó sẽ ra rễ rất là nhiều. Một lát nữa thì Lâm sẽ lấy dây nhôm á, Lâm sẽ chặn vào đây ha. Đó, hoặc là Lâm có thể cọt dây nhôm rồi Lâm ấn nó xuống, rồi Lâm ấn nhẹ thôi nha, đừng ấn mạnh quá, tại những cái đầu rễ này nó rất là non. Một là có thể để như vậy cũng được, nếu mà để như vậy á thì chúng ta tưới nước phải cẩn thận, đừng có tưới quá mạnh, nó sẽ bị lung lay, nó sẽ không tốt đó. Để như vậy cũng được, nhưng mà nói chung là làm sao hạn chế cho nó đừng có lắc nhiều quá thôi ha. Đó, cái phần việc là cái trồng dendro rồi, để đây nha các bạn. Đây rồi, cũng giống như cái phần
cái thằng chằm này nè, này là chằm rừng Myanmar, thân nó rất là to. Thường chằm Myanmar thì cái thân nó rất là to đó. Là mua về nói chung để cũng lâu rồi, nhưng mà tại vì làm biếng á, nói chung là làm biếng không có ghép. Mua về á, chúng ta mua thường mua hàng ký nè. Nếu mà chúng ta mua về để làm giống á thì chúng ta nên mua cái loại nhỏ, cái loại nhỏ hơn để nó lợi hơn, tại vì nó sẽ được nhiều thân hơn, nhiều cây hơn. Đó, khi về chúng ta sẽ tách nó ra từng cộng như thế này. Một cộng thôi các bạn, không cần nhiều đâu. Một cộng như vậy thôi. Rồi khi mà chúng ta thấy nó bắt đầu lú cái mầm này ra nè, bắt đầu ra cái mầm nè, thì chúng ta sẽ ghép lên cây ha. Tại cái này nó lâm để nó hơi lâu rồi, nó ra rễ hơi nhiều rồi nè. Đó. Tại vì khi mà ra rễ hơi nhiều thì mình để lên cây nó sẽ hơi khó bám hơn. Mình ghép làm sao cho cái phần rễ nó dễ bám. Thường thì Lâm ít có khi nào mà Lâm chịu ghép cây lắm. Tại chẳng qua hôm nay làm lấy ra làm cho các bạn xem nên làm mẫu vậy thôi, chứ Lâm không có ít khi nào ghép. Tại vì ghép cây thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái việc chăm sóc của nó hơi khó hơn. Tại vì khi chúng ta tưới nước á, nó sẽ trôi hết liền, nó không có giữ được, nó trôi hết liền luôn. Cái độ ẩm nó sẽ không có. Thì chúng ta phải để một cái nơi nào đó ẩm, hoặc là ẩm hơn đó, phải là tưới nước nhiều hơn để cung cấp cái độ ẩm cho cây. Rồi khi mà ví dụ như bây giờ là chúng ta sẽ ghép vô cây đi ha, chúng ta sẽ ghép vô cây đi để làm xem. Đây như vậy thì rễ nó hơi khó bám ha, rễ nó hơi khó bám. Nhưng mà cái nguyên tắc ghép vô cây á cũng như vậy thôi. Chúng ta phải cố gắng cố định nó cho nó chắc, đừng cho nó lung lay. Chúng ta sẽ dùng dây đồng hoặc là dây rút hoặc là cái loại dây gì đó mà cho nó chắc chắn một tí để chúng ta cố định nó. Rồi cố định nó đừng cho lắc. Thì tại vì khi mà chúng ta ghép vào á, thì mà chúng ta tưới nước á, thì cái rễ cây nó cũng sẽ tự tìm vô cái miếng gỗ vú sữa này đó để mà nó bám vào. Đây cái gỗ vú sữa này Lâm khoan rất là nhiều lỗ để tạo, giống như mà mình khi mình tưới nước vô, nước nó sẽ vô đây, nó sẽ giữ lại được lâu hơn một tí. Rồi Lâm cũng không ấy chứ chết rồi. À, Lâm cũng không có đóng đinh mà Lâm khoan cái lỗ nè. Tại vì khoan cái lỗ như vậy á thì nó sẽ tiện hơn. Nếu mà chúng ta đóng đinh vô á, hoặc là khoan con ốc vào á, thì lâu ngày thì cái con ốc nó sẽ bị xét, nó sẽ bị rớt, làm hư cái vỏ lan của chúng ta ha. Uổng lắm đó, rất là uổng. Rồi đây là cái cách ghép. Nói chung ghép vô cây không có gì khó, chừng miễn làm sao cột cho nó chặt, đừng cho nó lắc là được. Nên mà chú ý nha, lúc mà nó ra cái mầm nè, lúc mà các bạn thấy nó nhảy mầm á, thì các bạn nên ghép nó vào đi, đừng có đợi nó ra rễ nhiều như thế này mà các bạn muốn nó bám rễ vô đây thì nó hơi khó hơn ha, hơi khó khăn hơn một tí đó. Lúc mà thấy nó lú mầm, mà vừa lú mầm ra thì chúng ta nên ghép vào đi. Nếu mà chúng ta muốn trồng vào cái bản gỗ hoặc là cái bản vớn gì đó thì mình phải làm từ lúc đó. Để như Lâm thì nó hơi muộn rồi, nó hơi bị quá hạn rồi đó. Đây cách thứ hai, và cái cách mà trồng lan yêu thích nhất của Lâm chỉ là trồng chậu thôi. Đây cái chậu này á là Lâm xài là bằng vớn cộng nha các bạn. Vớn cộng sẽ thoát nước rất là tốt. Nếu mà thì các ai mà chưa xem video mà chọn giá thể trồng lan á thì có thể xem lại cái video đó của Lâm. Đây vớn cộng thì nói chung là chúng ta đem lại thì cũng như hồi nãy thôi, cũng chỉ đặt lên như thế này thôi, đặt làm sao cho nó vững. Nếu không vững thì kiếm gì cố định, nguyên tắc chỉ như vậy thôi. Nó có thể cắt nhỏ ra, chúng ta sẽ phải cắt nhỏ nó ra để mình tận dụng hết cái những cái mắt ngủ mà nó chưa có khai thác á. Lỡ gớt rồi, không sao. Anh sẽ cắt như thế này. Nha các bạn. Đây là Lâm sẽ cắt ra như thế này. Một lát nữa là Lâm chỉ để tượng trưng cho các bạn xem thôi. Một lát trồng lại á, thì Lâm sẽ bôi keo hai đầu và chúng Lâm sẽ để cho nó cố định lại như thế này. Đây tại vì ở đây thì đem lên trên này thì nó không có đủ dụng cụ để mà Lâm làm, không có sách lên hết. Cắt ra như thế này á thì để mình
mình tận dụng hết cái mắt ngủ của nó các bạn. Đây, những cái mắt ngủ này đây. Đây chẳng hạn như thằng này nó đang sưng lên một mắt nữa, nó đang sưng lên nè các bạn. Đây là các bạn, được 2 kg ha. Đây là giá hạt lai nha, không phải hàng gừng nha các bạn. Lâm thì nói chung cũng có chơi thanh thồng nhưng mà không có chơi hàng gừng, tại vì không có rành lắm nên không có chơi. Tại vì hàng rừng giờ tính ra giá thành nó cao quá, chơi mà không biết cái người bán đó là có đúng cái phải như cái hàng họ quảng cáo không, hay là chỉ là treo đồ dê bán thịt chó thôi, nên thôi chọn chơi hàng công nghiệp cho nó chắc. Cái gì mình không biết thì nên thôi, khó quá thì bỏ qua. Lâm thì cái nguyên tắc của Lâm thì chỉ có vậy thôi, cái nào mà không biết thì khó quá thì bỏ qua thôi. Đây nè các bạn, nhớ nha, phải làm sao cho nó một lát Lâm còn sẽ còn cố định lại nữa. Đây ha các bạn, mời các bạn xem nha. Đó, nó chỉ là như vậy thôi chứ không có gì khó hết. Rồi khi mà muốn giữ ẩm cho cái này á thì cái này tưới nước nó sẽ khô đi liền. Các bạn có thể dùng rêu rừng nè, có thể là dùng vỏ đậu phộng nè, có thể là dùng chấu nè, hoặc là vớn rừng cũng được. Chúng ta xé nhỏ nó ra, chúng ta gãi lên cái mặt chậu để chúng ta tạo cái độ ẩm ban đầu cho nó. Khi mà cái rễ nó đã ăn xuống rồi thì lúc đó cái cây nó sẽ rất là khỏe. Đó, nó đủ ẩm á, thì cái cây sẽ rất là khỏe và nó hút phân, hút dinh dưỡng cũng cao hơn, cũng mạnh hơn. Nếu mà những cái loại cây mà khô quá thì nó sẽ không có tốt. Lúc nào cũng phải tạo đủ độ ẩm cho nó. Đủ thôi chứ đừng có dư ẩm. Đủ thôi nha, cái gì cũng vậy, đủ thôi chứ đừng có dư. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nãy giờ đã xem video cái chia sẻ cái phần trồng lan và cái chăm sóc lan cho nó mau ra rễ, mà chúng ta sẽ hạn chế sử dụng phân thuốc. Nói chung phân thuốc sử dụng nhiều thì cũng không tốt. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu thấy video hữu ích thì hãy like video và chia sẻ video cho mọi người cùng xem, và hãy đăng ký kênh ABC Lâm của Lâm để ủng hộ tinh thần cho Lâm, để Lâm chia sẻ thêm nhiều cái video cho các bạn nữa. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ở những cái video tiếp theo thì Lâm sẽ chia sẻ cái cách kích kỳ, kích như thế nào để cho nó ra kỳ, cho nó khỏe. Đối với những người nghiệp dư như Lâm đi, những người không chuyên thân thồng như Lâm đi, thì mình sẽ kích như thế nào cho nó khỏe, cho cây, cho cái cây nó khỏe hơn, đừng phải cho nó đủ sức, cho đủ sức dinh dưỡng, đủ sức, đủ chất dinh dưỡng để mà nó nuôi cái mầm này để mà nó lớn lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm có để trong cái phần mô tả cái Facebook của Lâm á, nếu mà bạn nào thích Lâm thì hãy vô cái đường link đó để qua Facebook để kết bạn với Lâm. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.